Hello, what's good? Welcome back to my channel. Chào mừng các bạn trở lại với channel của Jockey Nguyễn Baby. Yeah, that's right. Thì mình mong là các bạn có một cái kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 vừa rồi thật là vui vẻ, ok? Và đi thẳng vào vấn đề luôn, thì như tựa đề của video ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái reaction video cho một bài hát mới, sản phẩm mới của Biso, được ra mắt vào 5 ngày trước rồi. Tại vì năm ngày trước là vào dịp lễ nên là mình cũng không tiện để mình làm. Thì bài hát tên là ACGM, mình không biết viết tắt của cái gì, nhưng mà ok, chắc là chúng ta bắt đầu luôn. Và dành cho những ai đây là lần đầu tiên các bạn xem channel của mình thì hãy để là một subscribe và một nút like nhé, ok, đừng có quên nhé. Và ở phía trên mình có để địa chỉ kênh TikTok, Facebook, Instagram. Nếu mà được thì hãy vào kênh TikTok của mình và bấm like những cái video reaction trên đấy nha. Mình có cắt nhỏ trên đấy đó, ok. Và không có thời gian nữa, let's go baby, let's go. Ok, bài hát tên là ICGM, mình vẫn chưa biết là viết tắt của cái gì. Nhưng mà trước khi biết là cái bài hát này viết tắt của cái gì thì always stay hydrated, ok. Đừng có quên uống nước nha. Ok, uống nước đi, let's go baby. Yeah. Okay, no love, no drama. You know what I'm saying? Yeah. Echo drama. You know, echo drama. No drama, and no love, no drama. Hold up. Vừa rồi là vừa hát cái chữ ACGM, cái anh cái gì mà ta? Biết bạn có sub không nữa? Mày quá có sub. Sorry nhưng mà autotune này hơi khó nghe nha. Nhưng mà mình nghĩ đây là cái bài hát gọi là nối tiếp của cái bài Angel trước đấy của Viso. Và cái bài Angel trước đấy của Viso thì mình rất là thích luôn, và nó đang nằm trong cái Spotify của mình, cái điện thoại của mình. Dạ. Yeah. Còn cái bài này thì mới vào thì chưa làm mình ấn tượng lắm. Ok, nhưng mà ok. Let's go. Okay, no love, no drama. You know what I'm saying? Yeah. Echo drama. You know, echo drama. No drama, and no love, no drama. Echo drama. Quá đã bao nhiêu đêm tôi anh chưa thấy nó nghỉ ngơi. Hôm nay là cuộc sống của tôi mới. Anh đã vươn lên sân khấu và chẳng có gì chờ đợi. Em này cũng đã quá nhiều xót xa. Anh chưa thấy nào mà quên đi cảm giác. Anh nhiều thứ anh đã không thể nào nói hay gọi mời. Bao nhiêu thứ ở trên đời vào đăng kê cũng đã có nhiều lúc anh đây chưa thể quên đi nghỉ ngơi. Chưa bao giờ có thể nào quên đi cảm giác đó. Chưa biết cái nào đó để mà nghỉ chơi. Vẫn cũng vẫn người bạn của anh đã lâu. Chưa thể nào quên đi cảm giác nó bắt đầu. Let's go, don't night now we go. Đêm qua chẳng biết ở đâu. Thứ anh giống như tai ương. Bao nhiêu đăng kê cũng đã qua đi lâu. No time for real shit. Chỉ có anh thôi. Đêm hôm qua anh không giả dối. Em ơi anh đâu nè rồi. Cùng với món này cảm thấy đôi tay quá nhiều gọi mời. Chưa thể nào mà quên đi hay thật kỹ đã. Bao nhiêu lo cùng ai có quên đi. Bao thân năm đã qua đã xa. Ủa còn biết kìa. Phải có gió. Phải có gió. Em nói gió. Chia sẻ cùng em trong màn đêm lạnh đêm theo tao là cả. Yeah, for the drama. Để phải mua những món quà. Yeah, em chỉ muốn anh nghỉ chơi với mấy thằng bạn anh mà đêm qua nhà. Quên đi có lâu anh thế. Em qua nhà anh vì sao anh thế. Chờ anh bảo cơm em. Cái này là bản rap DAMD ấy. Cái bạn này mình cũng chưa biết. Mình cũng chưa nghe cái tên bài này bao giờ. Nhưng mà ok. Lúc đầu mình cứ tưởng là giọng của Viso. Ok. Okay. For the drama, để phải mua những món quà. Em chỉ muốn anh nghỉ chơi với mấy thằng bạn anh mà đêm qua nhà. Quên đi có lâu anh thế. Em qua nhà anh vì sao anh thế. Cho anh bắt cơm mê trong ly để anh uống. Yeah, hey, với những đau buồn. Em sẽ bay đi với đôi cánh trôn trôi về nơi tình tiên. Còn những đầu tiên mà em cảm thấy bình yên. Vì sao vì em có tiền. Vì em là money chasing with the paper dream. Em đi không cần gì. Không những gì mình mong muốn. Em thấy năng lượng mình đang xuống. Người bên em từ xa xuống. Ở bên anh đâu phải lo gì. Bên anh đâu phải lo gì. Bên anh.
2 phút mấy thôi. Oh, come on, man. Trời đất ơi, mình tưởng là cái bạn này nó sẽ dài đó. Mình hồi nãy mình lúc mà mình bấm vào cái video này, mình không để ý luôn á. Ok, thì trước hết thì cái bài hát này khá là ngắn. Không biết thì hay ha, không biết thì hay. Rất là hợp với những cái màu như là mumble rap và auto-tune, đóng tune một cái thứ. Nhưng mà thật sự là cái khúc vừa mới vào hát anh có dám mà, anh có dám mà, thì lúc đầu kiểu rất là khó nghe thật sự. Nếu mà không có sub thì mình không biết là hát cái gì luôn á. Mình không biết là có vài bạn ở đây cảm thấy giống như mình không, nhưng mà ok, mình keep it real. Mặc dù là mình là một fan của Vinso, một fan của Tune rồi, cái Tune tủng rồi cái thứ, nhưng mà thật sự là cái khúc đầu hơi khó nghe. Thì mình tiếc ở đây là cái bài này nó ngắn quá thôi. Còn còn cái bạn DAMD ở đây á, thì mình nghĩ là vẫn gọi là như thế nào nhỉ, vẫn chưa thể hiện được hết á, tại vì cái verse nó ngắn quá. Tại vì 2 phút 19 thì mỗi người chỉ có tầm 1 phút, cái verse mỗi người chỉ có tầm 1 phút thôi. Cái bài này dài hơn một tí xíu thì mình nghĩ nó hợp lý hơn. Và trời, mình là một cái người rất là thích những cái sản phẩm của Vinso luôn. Kiểu từ cái bài Angel tới thời điểm hiện tại thì mình nhớ là cũng khá khá lâu rồi á. Và trời, thì ra mà cái bài hát nó lại ngắn như vậy thì làm mình hơi hụt hẫng thật sự luôn. Nhưng mà trước tiên phải shout out cho ai làm nó con beat này. Và đối với mình thì bài này Vinso làm vừa tròn vai thôi. Tại vì mình biết là do cái bài này, hát này nó quá ngắn. Mình nghĩ là nên có thêm một verse của Vinso nữa thì mình nghĩ nó sẽ hợp lý hơn. Ok, và mình không nghĩ là bài hát này ngắn vậy luôn á, nên là cái reaction này của mình sẽ rất là ngắn luôn. Oh man, come on. Oh man, come on man. Ok, và đó là cái reaction của mình cho cái bài hát này của Vinso. Mình luôn nêu ra những cái ý kiến, gọi là những cảm nhận, gọi là thật nhất. Hay thì mình nói hay, dở thì mình nói dở, chê thì mình chê, khen thì mình khen. Ok, không gì phải kiểu nâng bi ai cả. Thật sự như mình đã nói là mình là một fan rất là cứng của Vinso từ rất là lâu rồi. Nhưng mà đối với bài này, cái thứ nhất là quá ngắn nên là nghe không có đã, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái khúc mở đầu hát cái câu anh có giá mà, tên tựa bài hát thì hơi khó nghe một chút xíu. Ok, còn còn lại thì đối với mình thì nó ngắn quá, mình nghĩ là nên dài hơn một xíu thì mình nghĩ là sẽ hay hơn. Thì hai bài 2 phút quá ngắn luôn. Ok, và mình rất là mong là sẽ video sẽ ra được sản phẩm, nhiều sản phẩm hơn trong khoảng thời gian sắp tới, thật sự là như vậy luôn. Rồi, tiếc quá, mình nghe kiểu cảm xúc mình chưa được lên luôn á, kiểu cảm xúc mình đang lên được tầm 60-70% khi mà cũng khá là bất ngờ với bạn DAMD này. Nhưng mà kiểu trời, hết hết một cái cực hơi bất ngờ. Ok, và đó là cái reaction của mình cho cái bài hát này. Và dành cho những ai chưa xem bài hát này hoặc là muốn xem lại cái bài hát này thì mình có để một cái đường link dưới phần mô tả, các bạn có thể click vào và ủng hộ vô video nhé. Ok, và như mình nói ở đầu video thì mình có kênh TikTok, Facebook và Instagram, nếu mà được thì các bạn cho mình follow nhé, nhất là trên TikTok. Ok, và đến đây thôi. Ok, và hẹn các bạn ở cái reaction video tiếp theo. Và chúc các bạn sẽ có được một ngày thật vui vẻ. Và đến đây thôi. Ok, và nhiều khi peace and I'm out. Nhớ uống nước nhé. Ok, bye guys.